Đạt Audio Hà Nội xin kính chào quý khách. Chào mừng quý khách trở lại với kênh của Đạt Audio Hà Nội. Hôm nay bên em vẽ về một cặp loa khủng long của hãng JBL, model JBL ES100. Mời quý vị và bạn cùng thưởng thức cặp loa cực gấu, sử dụng đường kính 22 bát, đường kính 25 cm, gân cao su zin, loa chung khoảng 10 cm. Ở đây chung đo và một super tép còi. Mời quý vị xem super tép còi. Chiều sâu là 50, hình thức là vỏ vân gỗ rất đẹp, cặp loa đẹp xuất sắc, góc cạnh xuất sắc. JBL này chơi đa thể loại nhạc các cụ nhé, từ nhạc vàng đến nhạc trẻ, nhạc sàn hay karaoke. Nó chơi cho phòng từ 30 đến 50 mét, đánh karaoke không cần sút luôn. Kích thước đồ sộ. Loa còn mới 96%. Góc cạnh không chảy xước. JBL ES100 đánh cầu đi quay. Đấu không người từ sau. Các cụ cùng đeo tai phone để thưởng thức rõ hơn. Còn gì luôn, chưa phải tay. Quay sang một chút, các cô nhìn lại quan cảnh. Đứng ở góc xa này một chút thì bát rộng như bom luôn. Bát đánh khoảng 40-50 mét không cần sút. Ngoài ra bên em còn các dòng loa, loa Pat này, JBL Mỹ này, BB kép đến từ Anh Quốc. Bên em rất nhiều dòng cây cột châu Âu. Mời các cũng có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em Đạt Audio Hà Nội 098 358 6968. Bên em xuất hàng toàn quốc. Thấy video hay thì hãy click nhấn like và đăng ký chia sẻ kênh của em nhé. Tiếp tục cập nhật các sản phẩm tiếp theo.